Bé thì ba đã đi làm ăn xa, mẹ là chủ cả tối nào cũng tăng ca, nên những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó bắn hà. Gọi nó là con trai cưng, chưa từng tự mình đứng vững hai chân.